tiếp tục video ở chỗ Ocean Course. Mình quay cho các bạn thấy giờ cũng bớt gió, nãy gió mệt luôn các bạn. Gió quá chừng. Cảnh đẹp ha. Có đường đi xuống nè. Chết thì nó lao. Đây có đường đi ngang bằng này nè. Đây thì cầm. Có bụi cây này thì không sợ, mà không có bụi cây rung giò. Có nhiều đường đi á chứ. Chỗ này đẹp hơn kia, đẹp hơn chỗ chỗ mình bị tụi nó gạt mua cái đồ hút cấp á, chỗ cấp từ ấy á. Chỗ đó đó. Chỗ mà cái ông doctor gì ông hẹn mình cho đó. Chỗ đó sau này mình đi lại chỗ đó. Ở đó một đêm á nó. Bộ ra đó đó. Chỗ đó nó lừa gạt. Nó toàn đá không. Đi lại cái nhà đó luôn hả? Là cái nhà đó đang xây to á. Chỗ này tí rất thích á. Cái này đi bữa này đi bữa kia. Thầy dẫn đi chơi thôi, đi ra rồi lúc nữa trại được chơi thôi. Khỏi tắm người ta rủ ông Hiển lên đây chơi.
cặp vé biển này cũng vui rồi, cặp vé biển này cũng vui rồi. Hơi giờ giá chút, chắc trong rừng trong kia cũng có đường đi luôn á, trong rừng kia là chỗ đó, đó. Trong á. Một cái bát phạt rồi tù đang nó rồng đó bạn, rồng ở dưới biển đó em thôi đó. Cây nha. Ngồi đó đi, ngồi đó đi. Tự nhiên có cái cây lạ quá ha, có cây đẹp quá. Mà đứng chỗ này, em chụp lại cái cây dưới đây, cái gốc chỗ này đẹp lắm.